Em gái gọi mời phi công trẻ và cái kết. Em ơi. Rồi. Em. Úi rồi. Em ơi. Em ơi. Nhóc, có bằng lái chưa? Em có bằng lái chưa? Rồi. Áo đỏ số 24. À. Chân chắn thế này mà các em lại không trả lời ở nhà nhỉ? Hôm đấy mà gọi tôi là tôi phải ấy ngay, tôi phải trả lời ngay đấy. Để ấy nhá, cấp bằng là em cấp bằng lái cho. Đấy, anh nào mà chưa có thì có thể liên hệ đến em nhá. Em tên là gì đây? Huyền Diệu à? À, Huyền Diệu nhá. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.